Xin chào anh em nha, chú tất cả nhà đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại đến với server F3 review qua app của bạn là HCD SSS anh em nha. Đây là một cái server khá yêu thích của mình, server khởi đầu của mình nên mình rất muốn review những cái nhà mà nông dân bên này cho anh em xem. Tùy vào quan điểm nông dân của anh em thôi, đối với mình nông dân nó sẽ từ VIP 10 đổ về sẽ là nông dân. Đấy, bọn nó có đầu tư một ít, nông dân bây giờ nó giàu vãi cả cức này anh em. Anh em thành phố chắc gì đã giàu bằng người nông dân ở quê. Mà anh em cứ ngồi nông dân là phải không đặt tiền rồi luôn anh em, quá sai lầm rồi anh em. Nông dân bây giờ nó giàu gấp tỷ lần mấy ông trên thành phố luôn. Đây là mình review cho anh em xem qua đây, VIP 4. Có cái thẻ đặc quyền, thẻ tháng hay gì chưa? À, có thẻ tháng rồi. Bạn nó chơi team ve đỏ anh em ơi, chơi team ve đỏ quốc dân. Có quân là ve đỏ. Ấy chà chà, ve đỏ này cũng tương đối như ra gì nhỉ, fan cứng ve đỏ rồi, mặc dù biết chơi team này rất thoạt nhưng mà vẫn thích chơi, rất giống mình. Bộ mua ba sao, chiến lược hiện tại 20 triệu, tốc 467, tốc này thì siêu thấp rồi, bạo kích 38.5% cũng siêu thấp luôn. Một kệ anh bạn, nó gọi là đam mê thì quan trọng gì. Đam mê thì thoạt thì chúng tôi chơi vẫn vui hơn là chơi một cái team không vui. Thần kit bư luôn, thần kit bư. Team này liệu có đánh đấm được ai không? Chiến lược tổng hiện tại đây 52 triệu. Có phá được ai không? Chưa có trong bảng xếp hạng nào luôn. À, bảng xếp hạng ải 49, bảng xếp hạng thi đấu 45, thí luyện 47, chưa này. Đang kẹt ải 119 à? Chưa lên được cả ải 118 anh em ạ, vẫn lên cả ải 119. Test thử xem sao mà bạn ấy kẹt ở đây nhé. Tầm này thì ve phải ép lên mạnh nữa anh em ạ. F3 tầm này chơi mà đam chính cho lên được thật đỏ là mình thấy cũng hơi lạ. Chắc là thiếu đá rồi. Như con S3 của mình bây giờ có khi đủ phút lên được cả thần hay sao đỏ ấy chứ. Mà mình ít chơi, một ngày mình vào có 5 phút làm nhiệm vụ luôn. Chắc là bạn ấy cũng chơi nhiều nick hoặc là có thể là còn đi học bận. Tôi trưởng có vẻ ngầu nhưng mà phụt yếu lắm, phụt không bạo kích này thì ve khó thở rồi, chứ ve giai đoạn đầu game nó thoạt lắm anh em, phải có tiền nạp hàng ngày cơ, không nạp mà phát là thiếu đá ngay. Thiếu đá cái chơi ve là chủ yếu anh em đè tài nguyên đấy, nạp hàng ngày có nhiều đá ép team mình nó lên được tổng đều sớm mình đè tài nguyên được, còn khi ra chứ không thể đè được đâu, dừng nạp phát là thấy thua ngay. Ví dụ mà đội visa của bạn ấy cũng nạp hàng ngày thì mình lại phải nạp thêm một cái gói nữa chẳng hạn. Ví dụ hàng ngày hai bên đều nạp cùng 20.000 hay 2.000 thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải nạp khoảng 50.000, 100.000 thì chúng ta chắc chắn sẽ ăn được visa nha. Còn không thì khó lắm. Đến giai đoạn 1 năm đến giai đoạn level 250 ấy, lúc đấy khi chúng ta có đủ xuyên giáp rồi, đủ bão kích rồi ấy, thì cái con team visa đấy nó cũng tích được một đống kim cương rồi, một ngày nó lời hơn mình bao nhiêu kim cương rồi đấy anh em, tính trong một năm đi, ví dụ một ngày nó chỉ lời hơn mình 100 kim cương đi, một năm mà nó có gần năm 365 ngày đúng không, ôi rồi ôi cái đó mấy trăm nghìn kim cương rồi, 365 một ngày 100 à, ừ thế thì 300 thì được ba mấy nghìn thôi. Mình nói 300.000 nó nghe hơi điêu. Tiếp bài đi.
Để ra có 36.000 thêm 36.000 kim cương. 36.000 kim cương quy đổi ra tiền là bao nhiêu nhỉ? Hình như gói 200.000 là được, gói 200.000 là được 2.000 kim cương ấy. 200.000 là được 2.000 kim cương. Đúng không? Tí mình xem lại. 200.000 là được 2.000 kim cương và ở đây có 36.000 kim cương thì gấp 18 lần. 18 lần của 200.000 ấy tầm 3 triệu 6. Đủ anh em chơi team Visa thì một năm anh em sẽ lời được 3 triệu 6 đấy nhỉ. So với team anh em chơi Việt đâu. Tại vì một năm anh em dự top anh em được hơn top mà một ngày nhận được một hơn 100 kim cương so với ông kia mà. Còn nếu mà một ngày anh em nhận được lời hơn cái đứa bên dưới mình cho đi mè đỏ 50 kim cương thì chia đôi ra 3 triệu 6 mỗi năm lãi được là 1 triệu 8 thôi. Và vậy cái thông tin khi ra trên giai đoạn đầu game, giai đoạn là đầu game đến giữa game gần cuối game là tập tính là tầm 1 năm là anh em sẽ lời tiết kiệm được tiền. Tất cả nếu mà anh em được một đống mấy chục nghìn kim cương cái nhiều mà về late game anh em muốn đổi sang team Visa thì 36.000 đổi thừa luôn. 36.000 đổi từ Visa sang ve đỏ ấy. Cái thừa nó cũng chỉ mất tầm 20.000 thôi. Nó nhẹ nhàng. 20.000 đấy là được với cái team cái con Visa đấy nó 3 sao hay là 5 sao full đấy hay sao. Chứ còn nếu vụ nó 2 sao 3 sao mà chuyển sang thì nó cũng chỉ mất hơn chục nghìn. Còn hơn 20.000 là như team full 5 sao ấy. Mình nhớ không nhầm là vậy. Hết lượt thi đấu rồi anh em. Nên mình không test qua cho anh em xem được. Hạng 4 năm, đánh với ông hạng là 44 này. Hết cương cưa này thôi. Và ngồi test. Ngồi ra ngoài toàn ông mạnh này, chẳng biết ông nào. Chẳng biết ông nào xịn nữa. Test bừa. Test bừa thôi. Hai team ve với nhau nhưng mà ve bên kia xịn hơn mình rồi, ve kia 210 cơ mà. Ve bên này hình như là của ông VIP 8, ông VIP 13 vậy, có xem quay phải. Chắc là ông VIP 8. Đấm cho không trượt phát nào luôn. Nên vậy thôi, nhưng mà có lẽ clip review qua nick của bạn HCD Huy Chương Đồng SS bên CVS3 của mình xin dừng lại ở đây nha. Anh em có góp ý hay tư vấn gì cho con app này của bạn em mình hãy comment lại dưới video này. Bye bye và hẹn gặp lại anh em thôi. Bye bye.